Tổng thống Zelensky gần đây, ông đã ra lệnh cho quân đội Ukraine tập trung lực lượng lên đến 1 triệu người nhằm để giành lại vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở miền nam nước này. Theo mệnh lệnh của Tổng thống Zelensky, quân đội này đã được tập hợp để tái chiếm các khu vực ở miền nam đất nước. Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine là Alexei Reznikov đã nói với tờ báo Times của Anh rằng: "Chúng tôi hiểu rằng về mặt chính trị điều đó là rất cần thiết cho đất nước. Tổng thống đã ra lệnh cho người đứng đầu quân đội đưa ra kế hoạch. Chúng tôi có khoảng 700.000 quân trong các lực lượng vũ trang và khi cộng thêm lực lượng vệ binh quốc gia, cảnh sát, biên phòng, chúng tôi sẽ có khoảng 1 triệu người." Thế thì ông Tổng thống Zelensky liệu có đủ khả năng để làm thực hiện cái điều này hay không? Câu trả lời hiện nay vẫn chưa chắc chắn do quân đội nước này đã hứng chịu rất nhiều thiệt hại về nhân mạng trong các trận đánh diễn ra ở miền đông vài tháng gần đây. Bộ trưởng Reznikov cũng đã ca ngợi London vì những nỗ lực để giúp đỡ cho Kiev, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quốc ông Ben Wallace, người mà theo ông là chìa khóa để giúp thay đổi phương pháp hỗ trợ từ cung cấp thiết bị quân sự thời Liên Xô cho Ukraine sang những vũ khí tiên tiến hơn như là pháo 155mm tiêu chuẩn của NATO, tên lửa dẫn đường hay là máy bay không người lái công nghệ cao. Đến bây giờ thì chúng ta đề cập đến vấn đề sự liên hệ giữa Anh và Ukraine trong những thời gian vừa qua. Tất cả các tin tức quốc phòng của Anh đều cung cấp cho Ukraine về tất cả những gì liên quan đến quân đội Nga có mặt ở tại Ukraine. Tin báo quốc phòng của Anh cho rằng không bên nào giành thêm được lãnh thổ ở Ukraine cuối tuần vừa qua, trong khi binh sĩ Nga thì hình như có tình trạng như thế nào? Theo báo cáo tình báo được Bộ Quốc phòng của Anh công bố vào ngày hôm nay, kể từ ngày 10 tháng 7 thì các cuộc oanh tạc của pháo binh Nga vẫn tiếp diễn ở khu vực phía bắc của Donbass. Nhưng họ dường như không đạt bất kỳ bước tiến lớn nào về lãnh thổ. Lực lượng của Ukraine đã tiếp tục gây áp lực cục bộ lên tuyến phòng thủ của Nga ở tỉnh Kherson, nhưng cũng không giành thêm vùng đất nào từ đối phương trong các cuộc giao tranh diễn ra vào cuối tuần. Theo Bộ Quốc phòng Anh, thì giờ thời gian tham chiến kéo dài và nỗi mệt mỏi khi chiến đấu cũng chính là nguy cơ mà các lực lượng Nga được triển khai đến Ukraine đang phải đối mặt. Thế cho hỏi thêm Hồng Tứ thêm các cái tin báo của Anh, họ cho biết là vì sao mà lực lượng quân đội của Nga bị đuối sức? Cũng theo nhận định từ tình báo của Anh thì việc binh sĩ kiệt sức vì không có thời gian nghỉ ngơi do điều kiện chiến đấu căng thẳng kéo dài rất có thể là một trong những tác động gây ảnh hưởng tiêu cực về nhân sự mà Bộ Quốc phòng của Nga vẫn đang cần phải khắc phục. Đó là một vài sự kiện liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine qua Học Tử. Nhưng quý vị theo dõi tất cả những tin tức gần đây thì quý vị thấy rằng nội các của Thủ tướng Boris Johnson đã gặp một phải rắc rối, nhiều người đã nộp đơn từ chức. Và trong lúc đó thì cuối cùng sự ra đi của ông Boris Johnson mang lại một cái kết quả có thể ảnh hưởng đến chiến trận ở tại Ukraine. Vì dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thấy rằng nội các của ông Boris Johnson là một trong những cái nội các sẵn sàng và có thể nó rất tích cực trong vấn đề giúp đỡ Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga. Nhưng tất cả những nhân vật mà có thể nó sẽ thay thế ông Boris Johnson trong tương lai bao gồm có bà nữ ngoại trưởng cũng giống như ông cụ ngoại trưởng của Anh. Trong lúc đó thì cũng có một nhân vật mà người ta cũng đề cập đến rất nhiều, đó là ông nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace. Nếu ông Ben Wallace còn trở lại và có thể nắm chức vụ thủ tướng thì có thể nói tình hình chiến sự và sự giúp đỡ của Anh đối với Ukraine có thể vẫn được giữ nguyên y như cũ. Đó là một vài tin tức mà chúng tôi theo dõi qua chiến sự tại Ukraine. Đến bây giờ thì chúng ta đề cập đến vấn đề của Nga. Quốc hội của Nga sẽ có những cái phiên họp trong năm tới, trong kỳ tới, và liệu những cái phiên họp này đưa đến kết quả như thế nào về cuộc chiến Ukraine? Vào ngày 11 tháng 7 thì Hội đồng Tổ chức của Quốc hội Nga sẽ nhóm họp để quyết định triệu tập một cuộc họp bất thường của Quốc hội bắt đầu từ ngày 15 tháng 7. Nhưng hiện vẫn chưa rõ những gì sẽ được thảo luận tại kỳ họp bất thường lần này. Hạ viện của Nga cho biết hội đồng sẽ họp vào ngày 11 tháng 7 hôm nay do các vấn đề đòi hỏi các phải có những giải pháp khẩn cấp và nhu cầu xem xét các sáng kiến của chính phủ. Hạ viện của Nga hiện vẫn không cho biết thêm chi tiết. Thế bây giờ thì chúng ta đi qua một cái vấn đề mà có thể nói đây là áp lực cho tất cả quốc gia châu Âu để đối diện lại với cái sự gọi là không nhận được năng lượng và khí đốt của từ Nga. Thế công ty Gazprom sẽ đưa ra cái như thế nào và tất cả những nước như là Italia, Áo, họ sẽ bị ảnh hưởng như thế nào về vấn đề nguồn cung cấp khí đốt tới cho nước này bị giới hạn? Trong những ngày vừa qua thì công ty năng lượng của Italy, Áo đã thông báo công ty Gazprom tiếp tục giảm nguồn cung cấp khí đốt đến các nước này khi bắt đầu bảo trì đường ống Nord Stream 1. Eni là tập đoàn năng lượng của Italy cho biết trong tuyên bố đưa ra vào hôm nay. Gazprom hôm nay thông báo sẽ cung cấp cho Eni lượng khí đốt khoảng 21 triệu mét khối một ngày, trong khi mức trung bình những ngày vừa qua là khoảng 32 triệu mét khối cho một ngày. Công ty này còn cho biết do Gazprom đưa ra là đường ống Nord Stream 1 đang được bảo trì thường niên trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 cho đến 21 tháng 7. Italy mua phần lớn khí đốt tự nhiên từ nước ngoài, trong đó thì có đến 40% đến từ Nga. Gazprom vào tháng trước cũng đã giảm nguồn cung cấp khí đốt đến Italy khoảng 15%. Nhưng mà Hồng Tứ có thể cho biết thêm là một phần khí đốt của Gazprom cung cấp cho Italia đều phải đi qua vùng đất của Áo phải không?
Thưa quý vị, thông tin cho biết thêm là một phần khí đốt từ Gazprom cung cấp cho Italy có đi qua đường ống xuyên qua Áo, số khác thì được vận chuyển qua Nord Stream 1. Công ty năng lượng OMV của Áo vào ngày hôm qua cũng thông báo Gazprom cũng đang tiếp tục giảm nguồn cung cấp khí đốt vì lý do tương tự. Tiền tệ Hồng Tứ cho biết rằng cái tình hình gọi là vận chuyển hàng hóa giữa Litva đến với Nga hiện nay đang gặp tình trạng như thế nào? Sáng ngày hôm nay thì Litva họ đã bổ sung thêm mặt hàng vào danh sách ngừng vận chuyển đến vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga. Các hàng hóa được đưa vào danh sách vào ngày hôm nay, trong đó bao gồm có bê tông, gỗ, cồn và hóa chất công nghiệp có chứa cồn. Litva vào giữa tháng 6 đã tuyên bố ngừng vận chuyển qua đường sắt một số hàng hóa, căn bản bao gồm có vật liệu xây dựng, kim loại và than, từ Nga đi đến vùng Kaliningrad, với lý do là những loại hàng này nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh Âu Châu. Nga trước đó cũng đã đưa ra cảnh báo sẽ có một biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia nếu như Litva không dỡ bỏ lệnh cấm mà họ đưa ra. Vào ngày hôm qua, thì các cơ quan khẩn cấp của Ukraine cho biết số người thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga tập trung vào một tòa nhà chung cư ở vùng Donetsk diễn ra cuối tuần vừa qua đã tăng lên 18 người. Yar đã bị tấn công vào tối thứ Bảy khi Nga một lần nữa đã tăng cường cuộc tấn công vào miền đông Ukraine trong nỗ lực để giành được quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Chasiv Yar và các thị trấn khác ở vùng Donetsk cũng đã phải chịu hứng một hỏa lực nặng nề trong những ngày gần đây, khi lực lượng Nga đang cố gắng tiêu diệt sự kháng cự của Ukraine trong khu vực và di chuyển về phía Tây, đi đến vùng Kramatorsk cùng với lại Sloviansk. Tiền tệ Hồng Tứ có thể chia sẻ thêm tất cả những sự kiện liên quan đến những chiếc máy bay không người lái UAV mà hiện nay đang có mặt tại chiến trường Ukraine, hiệu quả của những chiếc máy bay này như thế nào Hồng Tứ? Theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông đã thừa nhận những chiếc máy bay không người lái do nước ngoài viện trợ đã liên tục bị Nga chế áp điện tử và nước này cần có nhiều khí tài hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã nói với lại một cuộc phỏng vấn trên truyền thông Hoa Kỳ rằng máy bay không người lái, trong đó có những loại được Hoa Kỳ và các đối tác viện trợ, đã liên tục bị lực lượng Nga gây nhiễu sóng. Chúng tôi không có phần mềm chống chế áp điện tử để giành được lợi thế. Ông cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây cần phải cung cấp thêm nhiều vũ khí tầm xa, máy bay không người lái và xe tăng thiết giáp, trong bối cảnh Ukraine vẫn đang hứng chịu nhiều thương vong về người và ghi nhận mức tiêu hao khí tài rất cao do giao tranh dữ dội ở mặt trận miền đông vẫn tiếp diễn. Nhưng mà nếu Hồng Tứ xem tất cả những sự kiện liên quan đến tất cả những gọi là pháo phản lực tầm trung có tên là HIMARS, thế thì tất cả những cái bài kiểm tra để có được hiểu thông suốt về vấn đề sử dụng này đã được thông qua với quân đội Ukraine chưa? Cũng theo lời của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông nói và nhấn mạnh nước này đã vượt qua những bài kiểm tra với những hệ thống pháo phản lực tầm trung HIMARS do Hoa Kỳ cung cấp. Ông nói thêm chúng tôi cần bổ sung binh lực và thay quân vì hàng loạt đã thiệt hại. Chúng tôi muốn có thêm xe thiết giáp và vũ khí nhằm để củng cố phòng tuyến và lên kế hoạch cho chiến lược tác chiến mới trong tương lai. Trong chiến tranh Việt Nam thì người ta cũng nói đến tất cả những gọi là khẩu pháo 105 đến một khẩu pháo 155 rất có tác dụng trong những cái chiến trường ở tại Việt Nam. Thế đến bây giờ Ukraine thì tất cả các quan chức Hoa Kỳ tiết lộ họ có đủ đạn 155 ly cho quân đội của Ukraine hay không? Theo lời của quan chức cấp cao đến từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã nói với lại các phóng viên trong một bài phỏng vấn, ông cho biết lực lượng Ukraine có kho dự trữ rất đáng kể cho đạn pháo 155mm tiêu chuẩn. Họ liên tục sử dụng loại đạn này với mức tiêu thụ khoảng 3.000 quả một ngày. Hiện thì quân đội Ukraine vẫn chưa cạn kiệt đạn pháo. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Ngũ Giác Đài đã thông báo sẽ chuyển cho Ukraine gói viện trợ vũ khí mới trị giá lên đến 400 triệu Mỹ Kim. Trong số này thì có 4 hệ thống pháo phản lực tầm trung HIMARS, 3 xe cơ giới và 1.000 quả đạn pháo cỡ nòng 155mm loại mới. Tiền tệ Hồng Tứ có thể cho biết thêm tất cả những sự kiện liên quan đến vũ khí của quân đội Nga hiện nay đang sử dụng tại vùng Donetsk, đặc biệt nhất là tất cả các tên lửa dẫn đường tập kích như thế nào? Quân đội của Nga vào hôm qua thông báo họ sử dụng tên lửa dẫn đường tập kích cho kho chứa lựu pháo M777 của Ukraine ở miền đông Donetsk. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đã nói, vũ khí chính xác cao của không quân vũ trụ Nga đã phá hủy rất nhiều những nhà chứa lựu pháo M777 do Hoa Kỳ chế tạo và 30 tay súng Ukraine ở khu vực làng Chasiv Yar tại tỉnh Donetsk. Lực lượng này trước đó đã bắn phá các khu vực dân cư ở tỉnh này. Nga cũng đã thông báo tấn công nhiều mục tiêu quân đội Ukraine ngay tại tỉnh miền Nam Mykolaiv và miền Trung Dnipro, khiến cho hơn 100 binh sĩ nước này thiệt mạng. Về phía Bộ Quốc phòng của Ukraine thì họ vẫn chưa đưa ra bình luận sau thông tin. Thưa quý vị, vừa rồi là những sự kiện liên quan đến trận chiến giữa Nga và Ukraine.